Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 72 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Bộ Thông tin Truyền thông chính thức được thành lập tại tỉnh Lào Cai. Sau 12 năm thành lập, mặc dù còn non trẻ nhưng ngành thông tin truyền thông Lào Cai đã có sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương. Nổi bật và rõ nét nhất chính là việc triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Là một trong 6 địa phương đầu tiên của cả nước được chính phủ lựa chọn triển khai mô hình điểm về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, tỉnh Lào Cai đã triển khai và đưa vào sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung theo mô hình thống nhất, mô hình khung chính phủ điện tử, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp trong cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ công tác quản lý chuyên ngành như tài chính, giáo dục, quản lý tài nguyên khoáng sản, bản đồ, quản lý lao động, việc làm, quy hoạch đô thị. Chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhiều năm liền đạt mức độ khá trên cả nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, thúc đẩy cải cách hành chính, minh bạch hóa thông tin, tiết kiệm chi phí, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Phát huy truyền thống, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng sự nghiệp thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai ngày một vững mạnh là mục tiêu trọng tâm mà ngành thông tin truyền thông Lào Cai đang hướng tới. Qua đó phục vụ ngày càng tốt hơn công tác quản lý điều hành của chính quyền, nhu cầu thông tin liên lạc, giải trí của người dân, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Lào Cai vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống các cơ quan hành chính nhà nước 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2017. Những năm qua thực hiện nhiệm vụ chức năng của mình, các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Lào Cai đã tập trung tham mưu các lĩnh vực, giúp lãnh đạo chính quyền chỉ đạo điều hành các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hoạt động đối ngoại. Các cơ quan hành chính đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường giao lưu văn hóa, thể dục thể thao cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến vào dự thảo phát triển dược liệu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020. Lào Cai được chính phủ quy hoạch là vùng phát triển dược liệu trọng điểm của cả nước. Theo khảo sát thì tại Lào Cai hiện có khoảng 850 loài cây thuốc. Tuy nhiên do quá trình khai thác quá mức nên nhiều loài dược liệu quý đã bị cạn kiệt ngoài tự nhiên và có nguy cơ tuyệt chủng đã được đưa vào sách đỏ. Trên địa bàn tỉnh hiện đã hình thành được một số vùng trồng cây dược liệu theo nhu cầu đặt hàng của các công ty sản xuất kinh doanh dược liệu. Đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 930 hectare cây dược liệu, phổ biến là atiso, đương quy, tam thất. Hội thảo tham vấn có sự tham gia của phân hiệu Đại học Thái Nguyên và các địa phương trong vùng quy hoạch phát triển dược liệu. Đã có nhiều ý thức để phát triển cây dược liệu. Theo đó, đến năm 2020, Lào Cai phát triển vùng dược liệu ổn định khoảng 1.900 hectare, đảm bảo sản xuất trên 80% nguồn dược liệu dưới dạng thô được các doanh nghiệp đặt hàng, 60% dược liệu được tổ chức sản xuất theo chuỗi và đảm bảo sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành tốt trồng trọt của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng kinh phí cho kế hoạch thực hiện phát triển dược liệu từ nay đến năm 2020 là 135 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong thời gian vừa qua, nhiều hộ dân thôn Nậm Đó, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương đã tự nguyện hiến đất chặt cây để làm đường giao thông nông thôn. Nhiều năm qua, tuyến đường liên thôn từ tỉnh lộ 154 đi vào cuối thôn Nậm Đó do hết sức khó khăn bởi con đường này hẹp lại thường xuyên bị lầy lội. Nhiều ổ trâu ổ gà xuất hiện gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại, giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cũng như sản xuất của nhân dân. Được sự vận động tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhiều hộ dân trong thôn đã hiến một phần diện tích đất ở, đất canh tác cũng như chặt cây để mở rộng và bê tông hóa đoạn đường từ tỉnh lộ 154 đi thôn Nậm Đó với tổng chiều dài gần 3 km. Như gia đình anh Tần Minh Chiến, thôn Nậm Đó đã tự nguyện hiến 120 m² đất và chặt gần 200 cây cối của gia đình để làm đường trục thôn trị giá hàng chục triệu đồng. Để làm đường, cái xây dựng đường nông thôn mới này thì
mình cũng phối hợp với các trưởng thôn hay là cán bộ thôn để cống hiến, để mang lại cái đường, nó đem lại cái đường nó đi lại để cho bà con nó thuận tiện. Không chỉ gia đình anh Chiến mà rất nhiều gia đình khác trong thôn cũng đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, chặt cây cối của gia đình để tham gia làm tuyến đường trục thôn khang trang sạch đẹp. Theo ước tính, toàn thôn Đậm Đó đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất và cây xanh trị giá gần 50 triệu đồng. Thì trước là bà con chưa có đường ấy thì bà con đi lại rất vất vả, mà khi mà có cái chương trình nông thôn mới thì ở đây thì bà con trước kia vận động hiến đất của bà con ấy thì bà con sẵn sàng hiến đất hiến cây, mà khi đã mở thông cái đường ấy, thì chưa thực hiện cái đổ bê tông ấy thì bà con ở đây rất là phấn khởi và vấn đề đi lại rất là dễ dàng, và từ đó thì bà con ở đây rất là nhiệt tình và là kể lại thì bà con là mình chỉ hy sinh một tí đất thôi nhưng mà đi lại rất là thuận tiện và mọi người đều rất là được hưởng. Thôn Đậm Đó thì căn bản là dân ở đây cũng rất là đoàn kết, rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Thì khi đã có cái chương trình làm đường giao thông cho thôn ấy thì cái đấy là cũng là cái ý nguyện rất là lâu của người dân rồi. Qua cái sự đầu tư của nhà nước ấy thì nhân dân ở đây rất là phấn khởi và rất là yên tâm lao động sản xuất. Tinh thần tự nguyện hiến đất, chặt cây làm đường của các hộ dân thôn Đậm Đó đã khẳng định chủ trương hợp với lòng dân của Đảng và nhà nước. Sự đồng thuận của người dân cũng là cơ sở, là nền tảng để địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo. Thực hiện chủ trương xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh và phòng công vụ cho giáo viên, theo kế hoạch đến cuối tháng 8, các huyện phải hoàn thành bàn giao phòng công vụ giáo viên, nhà ở bán trú cho học sinh, phục vụ năm học mới 2017-2018. Hiện huyện Bắc Hà đã và đang tích cực triển khai nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của thầy và trò trên địa bàn. Sẽ được bàn giao phục vụ cho năm học mới. Một số công trình có thể chậm hơn đôi chút do mặt bằng bàn giao chậm, thời tiết không ủng hộ. Mưa kéo dài trong tháng 6, tháng 7 nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ. Song đến nay, với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn, các nhà thầu, nhiều công trình nhà ở bán trú học sinh, phòng công vụ giáo viên đã được bàn giao. Theo đề án xây dựng phòng công vụ giáo viên, nhà ở bán trú học sinh, huyện Bắc Hà được đầu tư xây dựng 26 danh mục công trình, xây dựng 86 phòng công vụ giáo viên, 55 phòng ở bán trú học sinh với tổng kinh phí là trên 12 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh là 6 tỷ 740 triệu đồng, còn lại là ngân sách huyện. Đến thời điểm này đã có nhiều công trình được bàn giao, một số công trình về cơ bản đảm bảo tiến độ. Với việc hoàn thành khối lượng công việc từ 85 đến 90%, đảm bảo bàn giao vào cuối tháng này phục vụ cho năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về giữ gìn và bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường, huyện đoàn Sapa đã tổ chức nhiều hoạt động vệ sinh môi trường với chủ đề Vì cuộc sống tươi đẹp. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Sapa có tốc độ đô thị hóa nhanh, đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường. Tại một số nơi, một số khu vực, tuyến đường trên địa bàn còn xảy ra tình trạng tồn đọng về rác thải gây ô nhiễm, làm mất mỹ quan đô thị. Để giải tỏa những điểm đen này, lực lượng tuổi trẻ thị trấn Sapa đã xung kích tình nguyện, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Bằng những hành động cụ thể, các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh đã lao động quét dọn, nhổ cỏ, thu gom rác thải, làm sạch hành lang giao thông, chăm sóc cây xanh và xóa các tờ rơi, quảng cáo vặt sai quy định ở các tuyến đường trên địa bàn thị trấn. Đối với một đoàn viên công an Sapa cũng như một đoàn viên chiến sĩ công an thì tôi cảm thấy rất là được tham dự buổi lao động đấy rất là ý nghĩa. Thứ nhất là được góp phần nhỏ bé của sức của mình cho cái việc là tạo cái môi trường sạch đẹp cho Sapa nói riêng và tạo cho môi trường sạch đẹp đối với khách du lịch đến đây, tạo hình ảnh tốt cho Sapa nói chung và làm đẹp cho bộ mặt của huyện Sapa của mình. Với em thì chiến dịch này rất là ý nghĩa và khi mà tham gia chiến dịch này thì em biết yêu môi trường nhiều hơn ạ. Em sẽ vận động tất cả các bạn là không nên vứt rác bừa bãi và sẽ tích cực nhặt những cái rác mà mình nhìn thấy trên đường để cho Sapa ngày càng sạch đẹp hơn ạ. Bên cạnh việc ra quân thu gom rác thải, tuổi trẻ trong huyện còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường ngay tại các địa điểm tổ chức ra quân.
kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, thiếu niên, nhi đồng hành động vì môi trường từ những việc làm nhỏ nhất, đơn giản nhất như là nhặt rác, đổ rác đúng nơi quy định, có ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị và văn hóa ứng xử đẹp khi tham gia giao thông trên đường. Qua cái buổi hôm nay thì tôi thấy là rất ý nghĩa. Nó rèn luyện giáo dục cho các đồng chí đoàn viên cái ý thức bảo vệ môi trường, giúp cho cái cuộc sống của tất cả các bà con ở trên địa bàn huyện Sa Pa được trong lành hơn và khách du lịch đến với Sa Pa người ta có cái thiện cảm. Sau cái buổi hôm nay thì về thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái kế hoạch của huyện đoàn Sa Pa và thường xuyên tổ chức lao động vệ sinh dọn dẹp tại khu vực của đơn vị đóng quân và các khu vực trên thị trấn. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ huyện Sa Pa, góp phần xử lý các điểm rác thải, tạo mỹ quan, môi trường xanh sạch đẹp, góp phần phục vụ lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2017. Qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên, cũng như mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 8, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lào Cai năm 2017. Giải được tổ chức chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tham dự giải có gần 150 vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn tỉnh, gồm các câu lạc bộ BBC, Hồng Hà, Phố Mới, Phố Giàng, Hòa Bình, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, huyện Mường Khương, huyện Bảo Thắng, huyện Sa Pa, Lương Thế Vinh, 30 tháng 4, phường Duyên Hải, phường Lào Cai, phường Pom Hán và công ty Apatit. Các vận động viên thi đấu ở 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ thi đấu theo các nhóm tuổi. Nhóm dưới 35 tuổi, nhóm 36 đến 45 tuổi, nhóm 46 đến 55 tuổi, nhóm 56 đến 65 tuổi và trên 66 tuổi. Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lào Cai năm 2017 là giải đấu thường niên. So với các mùa giải trước, năm nay có số lượng vận động viên tham gia tranh tài đông nhất với chất lượng chuyên môn và thể lực tốt đã cống hiến cho khán giả hơn 300 trận thi đấu sôi động cùng nhiều pha bóng hay kịch tính. Kết quả, ban tổ chức đã trao 19 giải nhất, 19 giải nhì và 33 giải ba cho các vận động viên đạt thành tích. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.